Chào mừng em đã quay trở lại với kênh review đồng hồ chính hãng của Thamnac.vn. Và mình là Tuấn đây. Hôm nay thì mình sẽ gửi đến cho anh em một cái bài review về một cái thương hiệu nó cũng rất là lâu đời đối với cả người Việt Nam ta. Và đó là một cái chiếc đồng hồ thương hiệu Longines. Thì ngay đến Longines thôi đúng không? Thì anh em đã biết, đặc biệt là những cái anh em trẻ khoảng tầm 89 như mình ấy, thì hay có cái câu đấy là chu đào tinh cậy bảy bảy hàng đào. Đó, Longines cũng từ những cái đoạn quảng cáo đó mà đến bây giờ gắn liền trong đầu mình. Ok, chúng ta hãy cùng intro cho nhé. Và cái chiếc Longines mà mình đang có ngày hôm nay thì đó sẽ là một cái chiếc Longines thuộc cái series Master của Longines. Và cái series Master Collection này thì sẽ là một cái bộ sưu tập gần như là cao cấp nhất của Longines tính tới thời điểm hiện tại. Và cái chiếc Longines mình đang cầm trên tay đây, nó sẽ có cái reference number là L2.673.4.78.6. Và đây sẽ là một cái chiếc đồng hồ với kích thước là 40mm, có cái chiều dài lắc này lắc khoảng tầm 43.5mm và có độ dày khoảng tầm 13mm. Vậy chiếc Longines này có gì thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé. Thì đầu tiên ở đây chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ mang kích thước 40mm như mình đã nói. Và đây sẽ là một cái chiếc đồng hồ có chức năng chronograph, chức năng bấm giờ thể thao, và nó sẽ có toàn bộ những cái bộ lịch cần thiết của chúng ta, bao gồm thứ, ngày, tháng và trăng sao. Đối với cả mặt số thì sao? Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái mặt số dưới dạng là vân Goulogne, Calendrier de Paris. Và cái vân Goulogne này thì nó sẽ hơi lạ hơn một chút so với cả những cái dạng Goulogne mà mình đã từng review. Những cái dạng vân Goulogne trước ấy, thì nó sẽ là cái hình kim tự tháp nó nổi lên. Nhưng mà đối với cả cái chiếc này thì cái phần những cái họa tiết kim tự tháp này nó sẽ hơi chìm xuống một chút. Đó. Ở đây thì chúng ta sẽ có những cái cọc số ở đây sẽ là cọc số học trò và nó sẽ được in, được sơn lên. Và toàn bộ những phần chi tiết ở đây thì đều sẽ được in bằng mực màu đen. Và đối với cả cái vòng outer rim ý, thì đây sẽ là một cái vòng outer rim được thiết kế rời, không liên quan gì đến với cả mặt số. Và nó sẽ có cái hình dạng là nổi lên trên một cái mặt số, nó như kiểu là một cái ring nó đặt lên trên mặt số vậy. Và cái vòng outer rim này sẽ được chia ly, nó rất là nhiều nét. Ở đây thì mỗi một giây thì chúng ta sẽ có một cái khoảng cách trong giây thì nó sẽ có khoảng tầm 4 vạch khác nhau cơ. Nó sẽ chính xác đến 1/20 giây. Đó. Thì ngoài ra thì chúng ta sẽ có những cái con số là 5, 10, 15 cho đến 60 để hiển thị là 60 giây trên 1 phút. Ngay ở bên cạnh đó nhé, ở phần dưới của cái vòng outer rim này, cái phần dính liền với cả mặt số, thì đây sẽ là một cái phần được đánh số từ 1 cho đến 31 là sẽ là cái bộ lịch ngày của chúng ta. Và cái bộ lịch ngày này thì nó sẽ được chỉ thông qua một cái kim gọi là kim quyền trượng. Và cái bộ kim này bao gồm kim giờ, kim phút, kim giây. Toàn bộ những cái bộ kim được thiết kế ở trên cái mặt số của chiếc Longines Master này nó sẽ đều có một cái màu xanh. Và cái màu xanh này thì nó sẽ được gọi là kim nung, là màu xanh của kim nung chứ không phải là màu xanh của kim sơn. Vậy nên là cái trải nghiệm kim nung ấy, khi mà ra ngoài nắng thì nó sẽ tạo ra cho chúng ta một cái trải nghiệm nó rất là lạ. Cái màu xanh của nó rất là sâu và nó rất là cuốn hút. Và ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm 3 cái sắp đeo phụ ở những cái vị trí là 6, 9 và 12 giờ của cái bộ mặt số đồng hồ. Và những cái sắp đeo này ngoại trừ cái chức năng là bộ đếm thời gian, bộ chronograph ra, thì nó sẽ có những cái tác dụng khác mà nhà sản xuất đã đưa vào cho chúng ta. Và bây giờ thì mình sẽ điểm danh lần lượt những cái tác dụng đấy là gì nhé. Đầu tiên ở vị trí gốc 9 giờ đi, đúng không? Thì chúng ta sẽ có một cái bộ kim dây chính để khiến cho chiếc đồng hồ của chúng ta hoạt động, chứ nó không phải là cái bộ kim dây hoạt động ở vị trí tâm của mặt số như anh em thường thấy, bởi vì đây là một cái chiếc đồng hồ chronograph mà. Tiếp theo thì ở trong cái sắp đeo ở vị trí gốc 9 giờ này thì chúng ta sẽ có thêm một cái bộ lịch. Đây là sẽ là một cái bộ lịch 24 giờ của cái chiếc Longines Master này. Và cái thiết kế của cái sắp đeo này nó sẽ được thiết kế dưới dạng là chải tia. Và cái phần sắp đeo này nó sẽ hơi hạ xuống một chút so với cả cái tổng thể của cái mặt số. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ có cái sắp đeo ở cái vị trí gốc 12 giờ. Và cái sắp đeo này ngoại trừ cái tác dụng là giúp chúng ta có thể nhìn được cái thang đo 30 phút ở cái bộ đếm chronograph ra ấy, thì ở đây cái sắp đeo này nó sẽ có thêm 2 cái bộ lịch và sẽ được thiết kế khoét xuống với một cái phông chữ là màu đen và nền là nền màu trắng. Thì hai cái sắp đeo này thì nó sẽ có 2 bộ lịch là bộ lịch thứ, như là thứ 2, thứ 3, thứ 4 và cái bộ lịch tháng, tháng 1, tháng 2, tháng 3, và nó sẽ đều được thể hiện rõ ở trên này. Và cuối cùng sẽ là cái sắp đeo ở cái vị trí gốc 6 giờ. Và cái sắp đeo ở vị trí gốc 6 giờ này thì nó sẽ là cái chức năng để báo giờ của cái bộ đếm giờ chronograph.
Và ở đây thì chúng ta sẽ có thêm một cái bộ lịch trăng sao nữa. Và cái bộ lịch trăng sao này thì nó cũng sẽ được thiết kế dưới dạng bán nguyệt và sẽ quạt. Và nó vẫn sẽ có hai cái màu cơ bản của những cái bộ lịch Moonface khác, đó là cái màu xanh và cái màu vàng. Và tiếp theo vẫn sẽ là có một cái logo ở cái vị trí góc 3 giờ với cái phông chữ Long Zin cùng logo đồng hồ cát. Và ở dưới chúng ta sẽ có cái dòng chữ Automatic để thể hiện đây là một cái chiếc đồng hồ tự động. Ok, đó là một cái thiết kế, theo mình nghĩ đây là một cái thiết kế nó khá là cầu kỳ về mặt chức năng. Và nó sẽ bị, mình cảm giác nó sẽ bị nhồi nhét hơi nhiều quá. Nhưng mà dù sao dù Long Zin vẫn là một cái hãng lớn, vậy nên là dù mang tính là nhiều chức năng đi, nhưng mà mình nhìn cái mặt số này mình vẫn không hề bị cảm thấy là nó bị rối. Và nó vẫn có một cái gì đấy nó sang trọng, nó vẫn rất là thanh thoát. Ok, tiếp theo sẽ lại đến cái phần khung vỏ. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái bộ khung vỏ được làm bằng thép không gỉ 316L cao cấp. Và chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ với kích thước lắc to lắc là 43-44mm. Và có cái độ dày của đồng hồ là 13mm. Thì đây là sẽ là một cái độ dày mà mình cảm giác mình khá là ưng ý đối với cả một cái chiếc đồng hồ mà nó có nhiều chức năng đến như vậy. Ngoài ra thì toàn bộ ở cái phần khung vỏ của chiếc này thì đều sẽ được hoàn thiện bóng gần như là toàn bộ nhé. Nó sẽ chỉ có một cái phần giải via ở giữa của dây là sẽ được hoàn thiện dưới dạng nhám, và nó sẽ tăng cho chúng ta một cái trải nghiệm gì đấy nó thể thao hơn một chút. Và toàn bộ cái phần khung vỏ của chiếc Long Zin Master này thì nó sẽ cho chúng ta một cái cảm giác nó rất là mềm mại, bởi vì gần như chúng ta sẽ thấy rất là ít những cái đường thẳng, những cái nét cắt, mà đa phần đó nó sẽ chỉ là những cái đường cong thôi, những cái đường chuyển nó rất là uốn lượn. Vậy nên là chúng ta sẽ có những cái sự mềm mại, những cái sự sang trọng khi mà chúng ta nhìn vào cái chiếc Long Zin Master này. Còn đối với cả cái phần thiết kế để mà có thể vận hành được toàn bộ cái phần lịch của chiếc này thì sao? Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái núm chỉnh dưới dạng là núm bơm ở cái vị trí góc 10 giờ. Và cái chức năng của núm bơm này thì nó sẽ là để chỉnh cái vị trí của thứ 2, thứ 3, thứ 4. Còn đối với cả ngày và tháng thì sao? Chúng ta sẽ chỉnh theo một cách thông thường, nghĩa là chúng ta sẽ chỉnh ngày như những chiếc đồng hồ ba kim đơn giản thôi. Và khi xoay hết 31 ngày thì nó sẽ lại sang một hàng mới, rất là đơn giản phải không nào? Còn khi mà anh em xoay ngược lại thì nó sẽ là chỉnh cái Moonface, chỉnh lịch trăng sao của cái chiếc Master này. Nói chung là về cái phần thiết kế thì nó cũng rất là tối giản để tránh người dùng có thể bị cảm giác là bị rối bởi cái chiếc đồng hồ mà nó quá nhiều option như này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm hai cái núm chỉnh chức năng chronograph ở cái vị trí 2 giờ và 4 giờ. Cái núm đầu tiên ở cái vị trí góc 2 giờ là start và stop, bắt đầu và dừng lại, và cái núm ở cái vị trí góc 4 giờ là cái chức năng reset, tức là cái chức năng tái thiết lập của cái bộ đếm chronograph này. Cái bộ núm này thì mình đánh giá đây sẽ là một cái bộ núm nó khá là ngon. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bộ dây, và cái bộ dây này sẽ được thiết kế dưới dạng 5 mắt, và cái mắt ở chính giữa như mình đã nói rồi, nó sẽ được thiết kế dưới dạng tháp phay. Và chúng ta sẽ có một cái phần khóa đôi, khóa bướm đôi, và ở trên cái phần mỏ khóa sẽ là cái chữ Long Zin cùng cái logo đồng cát. Thì cái khóa này nó sẽ được thiết kế rất là đơn giản với dạng là có hai chấu hai bên để chúng ta có thể dễ dàng bấm ra để mà có thể tháo đồng hồ. Còn đối với cả case back thì sao? Chúng ta sẽ có một cái phần case back được thiết kế dưới dạng là cậy. Và chính vì điều đó thế nên là chúng ta sẽ có một cái chiếc đồng hồ với cái độ chịu nước nó rất là khiêm tốn, nó chỉ khoảng tầm 3 bar, tương đương với cả 3 ATM. Và cái mức này thì anh em chỉ có thể là đi mưa và rửa tay nó rất là hạn hữu thôi. Cái phần mà mình thích ở trên cái chiếc case back này đó là toàn bộ những cái phần thông tin quan trọng mà Long Zin đưa ra đều được dập chìm hẳn ở dưới cái phần case back. Và ở đây thì chúng ta sẽ có những cái thông tin như là chúng ta sẽ có cái dòng, ở đây sẽ là cái dòng chữ giờ Long Zin Master Collection. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có thêm cái số series này, chúng ta sẽ có thêm độ chống nước này và xuất xứ. Còn đối với cả bộ máy thì sao? Ở đây thì chúng ta sẽ có một cái bộ máy mang tên là Long Zin L678.2, và cái bộ máy này sẽ được base từ bộ máy ETA Van Zack 7751 lên. Và chúng ta sẽ có những cái thông số cơ bản như sau. Ở đây thì cái bộ máy này nó sẽ có đường kính là 30mm, 25 chân kính, 42 tiếng trị cót và 28.800 dao động trên 1 giờ. Còn với cả cái thiết kế máy thì ở trên cái phần vung ấy, thì chúng ta sẽ có một cái phần vung được thiết kế dạng là vung bán nguyệt, và sẽ có cái sọc Côte de Geneva. Và ở chính giữa của cái vung này thì chúng ta sẽ có tên máy, và cái dòng chữ Long Zin sẽ được thiết kế nó hơi ong bướm một chút, nó hơi uốn éo một tí. Thì cái thiết kế này nó sẽ tăng cái độ thẩm mỹ cho cái chiếc đồng hồ Long Zin Master của chúng ta đang có ngày hôm nay. Và hiện tại thì cái chiếc Long Zin này thì nó sẽ có, như mình đã nói rồi, 40mm, lắc and lắc là 44mm, dày 13.
Vậy nên ấy, tuy là một cái chiếc đồng hồ mang size 40mm nhưng mình khuyến cáo những anh em có cổ tay nó khoảng tầm 16cm trở lên và nó phải hơi mập một chút, đeo chiếc này nó mới hợp lý được. Bởi vì dù sao đây cũng là một cái chiếc đồng hồ nó khá là dày và nó có khá là nhiều chức năng. Ok, còn bây giờ thì sẽ là đến phần giá retail của chiếc Longines Master này. Thì ở đây thì mình đang nhìn cái giá retail. Chiếc này sẽ có hai bản là 40mm và 42mm. Thì cái bản mình đang cầm trên tay đây sẽ là cái bản 40mm. Và cái giá retail của chiếc này thì sẽ có giá khoảng tầm loanh quanh 100 triệu. Và cái giá hàng gray market ấy, thì nó sẽ rơi khoảng tầm từ 50 cho đến 60 triệu. Hiện tại thì thamlac.vn đang có sẵn một cái chiếc với cả cái tình trạng như anh có thể thấy là hàng đã qua sử dụng nhưng rất mới và còn đầy đủ hộp sổ thẻ. Và nếu như anh em quan tâm thì vui lòng click vào link mua hàng phía bên dưới video. Đã có sẵn cái chức năng là ướm thử trên cổ tay cho anh em xem rồi đấy, để anh em có thể xem là chiếc đồng hồ này có phù hợp với cả bàn tay mình không. Đó. Và cuối cùng thì cảm ơn anh em đã theo dõi video clip của thamlac.vn. Nếu như anh em thấy hay thì có thể để lại một bình luận cũng như like, share và subscribe để thamlac.vn có thể ra những cái clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong clip khác.